Ê, mấy đứa, con Trâm đâu rồi? Em thấy cái điều nó hàng nãy giờ nó mất tiêu rồi, chưa thấy đâu nè. Rồi giờ bé đâu rồi? Trời, nhìn coi lửa chứ, coi lửa nó đâu vậy? Xin chào quý khán giả của kênh YouTube Hồ Trâm Official. Hiện giờ thì Trâm đang có mặt tại quán ốc hút. Quán ốc hút, ốc bươu hả cô? Trứng ốc vịt lộn và trứng cút lộn. Đó, đây là quán ốc hút mà lần nào về quê Trâm cũng ăn hết mọi người. Trời quá nó ngon. Trời ơi, ngất ngay trời tay. Ở ngoài quê Trâm có món đặc sản đó là ốc hút. Ốc hút này mình bác về mình ngâm, mình rửa sạch sẽ đi, xong mình chẹt cái đít nó đi. Mình chẹt cái đuôi của nó đi. Xong rồi hầm với lại nước cốt dừa phải không cô? Ngon lắm, cái này là ngũ điếc. Đây để phục vụ cho mấy chị luôn nè, đây nè. Cảm ơn em nha. Cái này ăn là ăn chung với bánh tráng nha quý vị. À bây giờ cô múc một tô này, từ từ cô. Nè nè em, ghê cận cô múc một tô này em. Đó, trời ơi ốc hút. Đó, ở Đức Phổ là có ốc hút nè quý vị. Ăn ốc hút ở quê ngon lắm. Xong rồi bánh tráng nướng á, mình bẻ bẻ ra mình ăn cho nó giòn. Còn nghe nữa không nè? Anh ơi, vô ăn hút cho trời. Đây à, bây giờ lấy bánh tráng nữa. Cho miếng đèn đi. Đây thưa quý vị, ốc hút đây. Trời ơi nó ngon. Nè gần xuống nữa. Đó, lên quá luôn. Đó, nè, cho mời các mình bẻ một miếng bánh tráng ra nè, nè, chấm vô đây nè. Chấm vô đây nè. Chấm vô đây. Rồi, ăn nè, ăn. Ừ, ngon đúng không? Ngon không? Ở ngoài quận Nghĩa có không anh? Không, có. Cũng bên này. Có lẩu cái cây me, còn đây có nước dừa đâu. Không uống ngoài đó nó cay. Ủa anh, nước me uống của anh? À, thưa quý vị, đây là giới thiệu tên. Mình là Facebook Tùng Nhật Lê nha mọi người. Mình tên là Bin nha, nhớ bấm follow mình nha. Unfollow hả? Follow mẹ. Em kêu là unfollow. Trời ơi. Đây đây qua Bảo Anh. Mình là Bảo Anh. Tôi cầm cái này, không nghe. Mình là Bảo Anh nha mọi người ơi. Đến từ đường mương. Bảo Anh. Đến từ đường mương. Môi lên. Hai bà chị mình bây vậy đó. Mọi người tiễn người yêu cho đó. Ô, anh Đường Mương nha. Mình ăn bạn của mình là lẹn lội từ Quảng Nghĩa vô đây 40 cây để ăn ốc hút. À, tại vì Trâm bia quá mà Trâm nói ốc hút trong đây ngon lắm, vô ăn thử đi. Mà nó ngon thiệt á. Ngồi đây em. Ốc hút mà bà còn bà lỡ bà hàng. Đây, bây giờ quay cái màn có đèn anh chị nè. À. Anh ăn tô nè anh, tô mới nè anh. Không, em ăn chung với Bin mà. Anh ăn quá rồi. Rồi giờ Trâm sẽ ăn cho mọi người xem. Ăn thi đi anh. Thôi ăn đi. Trời ơi. Đây nè quý vị, mình sẽ bóc một cái ốc hút lên, mà hút lên nè. Ngon lắm nha mọi người. Cái nước nó cũng ngon nữa. Nhìn Bảo Anh Đường Mương mày quá. Cưới chị. Ngon quá, ngon luôn, đánh đèn luôn trời ơi. Coi hở đánh đèn à. Đi ăn uống hút phải có người đánh đèn cho.
Trời ơi, hút ngon rồi, nóng hổi luôn. Rồi, bây giờ để mình ấy nè. Hôm nay quay YouTube mà livestream vậy? Về quê là ban cái này chắc cho chưa chụp hình đâu. Quay cúng Facebook đâu. Sao bữa sau cúng em ơi. Cái nó ngon quá mọi người, không cần không quên cúng Facebook á, đúng không? Ngon ha. Ngon up lên là nhiều người xỉu á. Tại vì chưa Sài Gòn có ăn đi chăng nữa thì cái vị nó cũng nhóng quẹo về quê. Nóng hay khác. Trời ơi. Con chị Hằng. Nò lắm, nò lắm. Không ăn nữa đâu mà cuối cùng ra quốc phổ ngượng tô. Ha. Cái chị áo đỏ chị ăn ghê lắm. Chị đây là chị Nguyễn Thị bé Bào. Mọi người bắt bồ xô lên cho nàng trẻ tỉ nha. Chị là quản lý đội bóng nha. Bóng gì chị? Bóng gì chị? Bóng gì chị? Bóng gì? 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 Bóng hả? Cái này là có gì? Trái vả. Trái vả hả? Mọi người biết đó nha, ốc này nè. Người ta đi mò, người ta bắt trong về, người ta ngâm phải mấy ngày cho nó ra hết cái bùn, nó mới sạch. Sau đó là phải chặt từng cái đuôi. Cái đít á, nó thẳng ra là quầy quê nó là cái chặt cái đít á. Nay có máy chặt đúng không cô? Bữa nay có máy chặt rồi nè. Có máy chặt rồi nha. À, cô nói là ngày xưa phải ngồi chẹt, còn bây giờ là có máy rồi. Máy bỏ vô máy rồi cái nó tự lạc ra cái đít rồi nó chẹt đúng không cô? Hai đứa trợ. Trời ơi, ngày xưa con khổ chết luôn, con đi mò khúc này nè, xong về chẹt có thì có ngồi chẹt cũng muốn rụng tay luôn. Mà quý vị biết không, cái ốc này nè, nếu mà mình không chặt cái đít của nó là mình không hút được. Mặc dù đã chặt rồi mà em vẫn hút không được. Mười con hết ba con hút không được. Ngon à? Nước cốt dừa á? Nói bằng nước cốt dừa mà hầm bằng nước cốt dừa. Nhưng mà thích ăn nhất là bánh tráng. Bánh tráng nướng lên xong rồi chấm với cái này là ngon nhất. Hơn ngon có. Hơn ngon có. Bánh tráng này bánh tráng không mẹ? Nó giống dân tộc á. Cái này là bao nhiêu ké cô? Cái này là heo ngon một ké. Cái này heo ngon ké nha. Còn tô bút này nhiêu tiền cô? Cái tô bút này là heo chục ngon. Đúng rồi, ở bên đây ăn nhạt nhưng mà bên kia có quán ba quẩy nha quý vị. Ba mốc mà về đám cưới cho về nó quẩy mới được. Rồi cho có mấy kém hút cũng được ta. Không đặc biệt sao? Có chẹt mà. Ngon lắm mọi người. Biết sao nó không ăn không nha, đang đường mương á, ốc thế là ở trong quê trong có còn một cái loại ốc nữa đó, là chứ ốc nhỏ hơn ốc này nữa, đó là ốc gạo. Em mua ốc gạo cho em nè. Ở ngoài quê em đâu có ốc gạo đâu. Ốc gạo ở ngoài kia. Bữa nay đeo quay bánh đập á. Bánh đập thì đương nhiên rồi, mua luôn đi sớm luôn, mua lại luôn. Khách sạn này bút thầm anh bà. Nước ngon. Ồ, bữa sau ông là chăm nó ra mấy giờ? Lần sau em ra sớm á chị. Thứ hai em ra sớm á. Ra chị ngủ chị dậy đâu.
Ừ, chị hỏi làm gì, chị ra, chị em ra chị có ngủ dậy đâu mà. Em ra sớm em đi quay bánh đập cho khán giả coi. Về quê em có một cái món rất là ngon nữa, ăn vào buổi sáng đó chính là bánh tráng đập. Có nghĩa là để bánh tráng vô rồi mình đập nó ra rồi mình ăn thôi. Ngon quá. Quay phim chắc nãy giờ nuốt nước miếng dữ lắm nè. Anh ánh sáng cũng dữ, nuốt nước miếng dữ lắm nè. Cô ngày thường bán được không cô? Ở quê trăm buổi tối bán hè quý vị, chỉ có Tết là đông vui thôi, còn ngày thường là bán hoa. Mọi người thấy bên kia có một cái quán bar. Thôi đừng có quay quán người ta em. Bên đó có một cái quán bar không có một bán người luôn. Tại vì sao? Tại vì về đây về quê chơi mà trăm bao cái giờ đi bar đâu. Có trăm về quê chơi hoài mà không đi bar thôi chứ còn e đi nữa. Về ở nhà. Các bà ăn đúng không? Ừ, có. Ừ, quà anh nó bánh tanh luôn rồi. Quá đường mưa mà đòi chắc. Đường mưa mà đòi chắc. Anh đi bì với quê em là thị xã rất khổ rồi. Anh hiểu không? Anh là đường mương, thôn đường mương. Anh không thấy một tô luôn á. Ở đâu mấy mẹ vô cũng cảm ơn nữa. Thấy con tụi đường mương thì bắt em. Là người Bắc. Quen. Em là người Bắc thì chịu chết chứ con nè. Em tưởng nói em nha. Hết pin luôn rồi, ngồi ăn trong bóng tối luôn rồi. Không, vậy nó bắt em sao mà tự thấy. Được rồi anh, được rồi, không sao đâu. Hành lại, để tôi lưu con làm bằng chứng. Bằng chứng gì? Đến từng mới tình, xuất phát từ đường mương. Lỡ sau này có thành hoa hồng, chứ chơi, chứ không biết là chứ giới kìa bà. Để bánh tráng vô chấm em rồi, ngứt. Trời, xô đẩy ra con làm. Miss International vì không đẹp nhưng mà lên sân khấu dẹp mắt đẹp qua một bên. Cũng thương cái bên kia bán vậy mẹ. Thấy chưa? Mình nói cái chuyện gì mà để review về ốc đi được không? Tự nhiên đưa hoa hậu vô đây à? Không, mấy là sắp tới nó bán người nó bán ốc rồi mấy nha mọi người. Rồi giờ nó tỉnh định ra đi thi hoa hậu bán ốc. Đường mưa. Bình tĩnh hết trơn. Cái chuyện với mấy má mày quá, mình qua mình phỏng vấn cô đi. Đúng rồi. Mấy má giờ không ăn ốc nữa, mấy má lo hoa hậu không mà. Bên này nó sáng hơn nè. Bên này nó sáng hơn. Cô có mượn cái khăn cô. À, cho cô mượn cái tủ thịt lộn đi. Rồi từ 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 từ. Mọi người, ở quê chăm á là hột thịt lộn nó cũng ngon nữa, thiệt, thề luôn. Cô, đứng đây nè cô. Cười hoài vậy trời. Vậy hoài luôn á. Này, mở ra nha. Mới đi. Vì đâu cười. Đây. Cho cười. Cười. Vui quá cười nè. Lên TV. Sao? Lên TV. Lên TV đó trời ơi coi cười vậy biết đâu. Nè. Đây. Cái thùng này là chắc e nhìn cũng biết luôn, ngày xưa là có mấy cái cô mà hay xách cái thùng này nè. Bỏ trứng vịt lộn vô đây xong rồi xách đi vòng vòng xóm họ bán. Bán vịt lộn mà ngày xưa bao nhiêu một ké ta? 700 đồng ké. Ngày xưa có 700 đồng ké thôi, giờ 7 ngon rồi. Mà cũng đúng thôi, mười mấy năm rồi mà. Cô con kia, coi đây cô. Ủa đâu rồi, sao trời. Bán hột vịt lộn mà không thấy hột vịt lộn đâu quý vị. Nè, quý vị biết cái này để làm gì không? Để cho giữ ấm hột vịt lộn nè. Coi nè, mấy lớp nha, một lớp. Đâu rồi. Chuột cha. Hai lớp. Ba lớp. Bốn lớp. Mà vẫn chưa thấy hột vịt lộn. Đây. Đây rồi, em hột vịt lộn không nè. Tiền đó nè, tiền lan. Ủa sao trứng này bự chứ cô? Trứng quê đúng không? Này đúng trứng quê luôn đúng không? Đây ở dưới quê hột vịt lộn trứng nhà này, trời nắng quá. Mua mấy ké về cho thằng cô Bi vậy. Lấy con he ké đem về nha. Đây, lấy cái trứng nhỏ nhỏ cho con nha cô. Ở ngoài quê là trứng lộn á, ké nó nhỏ nhỏ mà ăn nó ngon lắm. Rất ngon luôn. Để con he trứng đi. Cô ủ này là để cho nó nắng á. Đây, gần hết luôn rồi quý vị. Thấy rồi, thôi cho con thùng đem về nha. À, trứng này nó già nè. Con bóc đẻ. Một ngày cô bán bao nhiêu ký ốc vậy cô? 10 ký. Wow.
Ngày Tết là cô bán 50-60kg là chuyện bình thường. Nó có mượn cái khen đi. Nắng. Nè, khám phá cái nồi ốc của cô đi. Trời nó không có bay lên đẹp đâu á. Em xa xa ra xíu em. Qua này quý vị. Ủa sao nó khó, nó không lên vậy? Hồi nãy nó lên quá trời luôn mà. Giờ để một xíu nữa rồi lên được chưa con? Hồi nãy tự nhiên vỡ ra khó, nó bay lên cái nó đẹp gì đâu. Giờ mở ra nó không bay lên nữa. Kỳ vậy. Hè ba. Phải bỏ đi. Hết khó luôn rồi. Nhưng mà còn nắng nha quý vị. Về Đức Phổ thì nhớ ghé ăn ốc nha quý vị. Ốc hút nè, đặc sản Đức Phổ nha. Rất ngon. Đó, mình á, cô là nấu với lại nước cốt dừa. Hầm rất là lâu. Ngon ngon, béo béo, thơm ngậy. Một ngày rồi cô bán 10kg là ít á. Ngày Tết rồi cô bán 50kg. Mà đứng xếp hàng từ đây ra tới hoài giờ siêu thị luôn. Nhiều quá cô ha, Tết bán nhiều đúng không? 70kg luôn hả? Rồi làm kịp không cô? À, làm kịp đúng không? Thôi bây giờ thì kết thúc clip ở đây. Mình ăn xong rồi. Để mình cho quay phim ăn, chứ đi quay phim chạy nước miếng cô. Đó, về Đức Phổ thì nhớ ghé ăn uống khúc nha. Rồi, xin chào quý khán giả của Hồ Trâm Official. Nhớ coi kênh của Trâm và xe. Và nhớ like kênh của Trâm nha, bye bye. Cô, bye bye đi cô. Rồi, bye bye. Vậy gì trời mà. Vậy đâu mà. Không à, vậy gì mà. Không à. À, bữa nay con ăn mặn phải không? Mặn phải không? Rồi sao chứ bữa cho 10 ngàn. Hôm bữa thấy Trâm đi hỗ trợ bà con miền Trung á, xong cho Trâm 10 ngàn. Lên ăn ốc khúc xong mà trong túi còn có 10 ngàn à. Xong mới cho nợ tới giờ luôn. Trả rồi nha. Bye bye đi cô. Bye bye. Ăn đi kiểu không?